chiều ngày 24 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong, 40 tuổi, Nguyễn Văn Thông, 36 tuổi, Nguyễn Văn Lâm, 35 tuổi và Lê Hoàng Minh, 34 tuổi, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho về tội cưỡng đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Phong 5 năm tù, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Thông mỗi người 4 năm tù, Lê Hoàng Minh 3 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải trả lại hết toàn bộ số tiền đã cưỡng đoạt cho các nạn nhân. Theo cáo trạng, cả 4 bị cáo thuộc nhóm học viên trách nhiệm tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang có trụ sở tại huyện Châu Thành. Từ cuối tháng 11 năm 2019, Công an huyện Châu Thành phát hiện tại khu B của cơ sở xảy ra nhiều trường hợp học viên bị đánh, sau đó cưỡng đoạt tài sản nên tiến hành điều tra. Kết quả điều tra xác định, từ cuối tháng 11 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, tại khu B xảy ra tình trạng học viên mới khi đến đã bị nhóm học viên trách nhiệm do phòng làm đội trưởng đánh chào khu, chào phòng và đánh khi vi phạm nội vụ. Để không bị đánh, các học viên phải liên lạc với người thân để đưa tiền cho học viên trách nhiệm. Phong, Lâm, Thông và Minh lén đem điện thoại di động vào cơ sở để làm phương tiện cho các học viên liên lạc với gia đình, chuyển cho những người mà các bị cáo chỉ định với các hình thức giao nhận tiền khác nhau. Tổng số tiền 4 bị cáo đã chiếm đoạt của các học viên là 155 triệu đồng và một xe máy tương đương số tiền 6 triệu đồng. Trong đó, Phong chiếm đoạt 47 triệu đồng, Lâm chiếm đoạt 34 triệu đồng, Thông chiếm đoạt 44 triệu đồng, một xe máy và Minh chiếm đoạt 43 triệu đồng.